Sau đây là thông tin chi tiết. Nhiều ngày nay do nhà máy xử lý rác thải quá tải không thể xử lý kịp thì hàng tấn rác chất đống suốt nhiều ngày qua thì trên khắp quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Theo đó, dọc trục chính các con đường ven quốc lộ 1 nhiều điểm phế thải chất cao không được thu gom xử lý. Công nhân vệ sinh môi trường cố gắng dọn gọn thành đống hoặc là phân loại đóng thành bao bì. Song do khối lượng lớn, thời gian chưa được thu gom gần 10 ngày khiến những đống rác dần bị phân hủy và bốc mùi. Cũng theo công ty môi trường đô thị Kỳ Anh, gần một tuần nay, công ty xử lý rác sinh hoạt Phú Hà đóng cửa, không có chỗ để xử lý. Nhà máy đang tập trung xử lý lượng rác tồn đọng từ trong Tết nên không nhận thêm. Hiện nay không có phương án ngoài việc thu gom rác ở nhà dân lại các điểm tập kết. Dự kiến chiều 16 tháng 2, nhà máy sẽ mở cửa. Trong trường hợp không mở thì công ty môi trường sẽ phun chế phẩm xử lý khử trùng tạm cho một số điểm trung chuyển. Các phường xã có bãi đất trống sẽ được sử dụng để đưa rác đến, chờ nhà máy mở cửa rồi tiếp tục xử lý.